Năm nay tuy nguồn thu thấp hơn mọi năm nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết năm 2023 bằng hoặc là cao hơn năm 2022. Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết ở mức từ 1 đến 2 tháng lương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết năm nay thu nhập của người lao động tại một số ngành nghề bị sụt giảm cuối năm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Thế nhưng nhìn chung, tiền thưởng Tết năm 2023 vẫn được dự báo sẽ không giảm nhiều so với 2022, thậm chí mức thưởng bình quân có thể cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, dịp Tết 2023 sẽ vẫn có ngành vốn có mức thưởng khủng sẽ bị sụt giảm mạnh. Số người nhận thưởng ở mức trăm triệu không có nhiều. Đa phần các công ty thưởng Tết từ 1 đến 2 tháng lương. Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp dù khó khăn vẫn duy trì thưởng Tết bằng hoặc là cao hơn 2022 là do lao động đang phải giãn việc, giảm thu nhập nên doanh nghiệp cố gắng duy trì thưởng Tết để bù đắp cho công nhân lao động. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án vì thiếu và không có vốn nên không thể triển khai và đắp chiếu nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm. Tuy nhiên cũng có nhiều dự án dù được bố trí vốn đầy đủ nhưng do vướng các lý do như là công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ, năng lực điều hành của chủ đầu tư, chủ dự án, sự phối hợp không đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành và địa phương dẫn đến chậm tiến độ, thậm chí là dậm chân tại chỗ. Đây là dự án nút giao Mỹ Thủy ở khu vực cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào năm 2015 và bắt đầu khởi công vào tháng 6 năm 2016 với vốn đầu tư là 1.998 tỷ đồng. Sau hơn 6 năm thực hiện, dù số vốn đã đội lên hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng dự án mới chỉ hoàn thành đưa vào nghiệm thu và khai thác một số hạng mục của giai đoạn 1. Nhiều hạng mục còn lại của giai đoạn này chưa thể thực hiện vì chưa có mặt bằng. Trong khi giai đoạn 2 dự kiến khởi công vào tháng 2 năm 2020, nhưng đến nay vẫn bất động vì chưa phê duyệt thiết kế và chưa có mặt bằng. Việc dự án nút giao Mỹ Thủy chậm tiến độ suốt một quãng thời gian dài đã khiến cho cuộc sống của người dân khu vực này gặp vô vàn khó khăn. Giải tỏa mà biết chừng nào giải tỏa, bản vẽ này kia ráo rồi, sao nín luôn tới 4-5 năm nay rồi. Vậy đó, giờ người dân sửa cửa nhà cũng không cho, rồi làm này nọ cũng không được. Nhà nước có giải tỏa thì giải tỏa đền bù cho dân cho thoải mái này kia, cho dân người ta đi, cho người ta sống chỗ khác yên lành, yên tĩnh. Nhanh chóng như thế nào được cho được tốt nhất, để dân một là giải, hai là hỗ trợ cho dân là năng này, năng nhò dự án hòa giờ thì nó khó khăn quá, thành nó yêu cầu có cấp là giúp đỡ rồi nó hay hơn, cho dân thoải mái hơn. Còn đây là cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức, là một trong 17 dự án vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho tạm dừng để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm cấp bách khác. Cầu Nam Lý có tổng mức đầu tư 857 tỷ đồng, được thu xếp vốn đầy đủ và khởi công vào tháng 6 năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018. Nhưng đến năm 2019 mới đạt 39% khối lượng và ngừng thi công cho đến nay. Nguyên do cũng vì vướng khâu giải phóng mặt bằng. Cầu Tăng Long, cầu Nam Lý là những công trình cũng phải chờ đợi mặt bằng trong cái thời gian rất dài vừa qua. Thế thì hiện nay là thành phố Thủ Đức cũng đã quyết tâm sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chúng ta sẽ thi công trong vòng 12 tháng để có thể hoàn thành các cái công trình này trong cuối năm 2023. Trong 63 tỉnh thành trên cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương hiện giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước. Cụ thể trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh được giao 37.463 tỷ đồng. Nhưng tính đến đầu tháng 12 năm 2022, thành phố chỉ giải ngân được 13.935 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng kế hoạch vốn giao. Việc giải ngân thấp được thành phố lý giải là do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên việc thực hiện các dự án bị chậm trễ. Công tác giải phóng mặt bằng năm 2022 đến thời điểm này, cái vốn mà giải phóng mặt bằng của chúng ta cũng chỉ mới đạt được có 21% thôi. Lẽ ra chúng ta phải hoàn thành ít nhất 95% thì tới giờ này chúng ta chỉ mới đạt 21%. Thì chúng tôi cũng đang rất là thúc cái tổ công tác giải phóng mặt bằng tập trung hoàn thiện cái khối lượng giải phóng mặt bằng của năm 2022 và chuẩn bị cho năm 2023.
Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra đầu tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó có việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 1, tương ứng từ 2,5 đến 3,5 so với hiện hành, nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa cho các dự án. Đây được coi là giải pháp có thể giúp thành phố tăng tỷ lệ giải ngân vốn theo dự kiến lên 86% đến hết niên độ 2022, 31 tháng 1 năm 2023 và kế hoạch 2023 là 95%. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 15 tháng 12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại trong vụ án. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông bị hại làm thủ tục tại tòa để tham dự. Trước hội đồng xét xử, các bị hại đều bày tỏ nguyện vọng muốn nhận lại đất hoặc là tiền đã đầu tư vì đây là những tài sản hợp pháp của họ. Dù chân bị đau và phải chống nạng, nhưng bà Sen quê Long Thành, Đồng Nai vẫn cố gắng có mặt tại phiên tòa. Bà cho biết mình có dùng tiền tiết kiệm và vay mượn để mua trả góp 4 mảnh đất trong dự án được công ty Alibaba tự vẽ mang tên Bầu Cát Riverside ở Đồng Nai. Khi mua đất, bà Sen biết đó là đất nông nghiệp nhưng tin tưởng vào lời hứa sẽ thành dự án nhà ở như lời cam kết của công ty Alibaba. Và bây giờ nguyện vọng của tôi là lấy lại tiền, nếu như không có tiền trả thì tôi lấy bằng đất. Bởi vì nhà tôi nghèo lắm, khổ lắm, tôi 4 đứa con, chồng tôi chết. Mình mong muốn là mình được trả lại cái số tiền mà mình đã đầu tư vào thôi. Chứ còn bây giờ mà lãi suất đồ các cái thì anh này chắc anh cũng không trả nổi. Mình chưa có số tiền lớn, mua góp như vậy mình rất là mừng. Tại vì mình không có tiền mua những dự án lớn đôi 3 tỷ, không bao giờ với được. Chẳng lẽ suốt cuộc đời mình đi mướn nhà, cho nên khi mình mua góp gì mình mừng lắm. Mà bây giờ công ty vướng vào vòng lao lý như vậy á, thì mình muốn nhận đất. Như vậy, những người được xác định là nạn nhân trong vụ án Alibaba thì người muốn nhận lại tiền, người lại khẳng định đất họ mua là đất nông nghiệp trong dự án ma thì vẫn hợp pháp nên có nhu cầu nhận đất. Theo quan điểm của các luật sư, quá trình giải quyết một vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì tài sản sẽ được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để trên cơ sở đó trả lại tiền cho các bị hại và yêu cầu nhận đất của người dân là khó đáp ứng bởi hợp đồng mua bán đất của người dân với công ty Alibaba không đúng pháp luật cả về hình thức lẫn nội dung. Về mặt hình thức thì đã ký hợp đồng mua đâu, phải ký các cái hợp đồng mà được công chứng, chứng thực, được sang tên thì mới gọi là hoàn tất cái quá trình mua, mua những cái loại bánh vẽ ở trên giấy thôi. Thì thực tế là nhà nước không thừa nhận cái quá trình này vì đây là một vụ án mà được xác định là vụ án lừa đảo. Thế cho nên là cái yêu cầu của người dân là lấy đất nông nghiệp thay vì nhận tiền là tôi đánh giá là không có cơ sở. Cái việc là họ muốn lấy lại tiền thì đương nhiên rồi. Nhà nước, tòa án, cơ quan điều tra tới đây rồi cũng sẽ đến giai đoạn thi hành án, cũng sẽ làm tất cả để thu hồi lại tài sản cho người dân. Trong quá trình điều tra vụ Alibaba, cơ quan điều tra thu hồi được số tài sản được định giá trên 1.500 tỷ đồng. Như vậy, tuy không lấy được đất, nhưng chắc chắn người dân sẽ thu được tiền. Nhưng người dân nhận bao nhiêu, được bao nhiêu phần trăm trên số tiền đã bị lừa đảo, lại phụ thuộc vào việc cơ quan chức năng thu được bao nhiêu tiền khi bán đấu giá số tài sản đã được định giá nói trên.